rất là bất ngờ đợt này về thăm anh Tài, và Việt Hương là cái người đã dụ dỗ chị mà 3 ngày nay và làm cái quà bất ngờ cho anh Chí Tài tặng cho anh. Đây em là cái nhân chứng vật mà luôn luôn là cái áp đảo tinh thần của anh Chí Tài. Bởi vì mỗi khi làm việc là chị Việt Hương nắm được cái bài áp chủ. Anh dễ thương lắm chị, anh Chí Tài. Hèn chi hôm nay dạ, anh Chí Tài anh ít nói. Thôi chị Loan chia sẻ một vài cảm xúc trong ngày hôm nay đi, như thế nào? Trước tiên Phương Loan xin gửi lời chào đến Quyền Linh, đội chủ nhà, đội khách và ban bình luận. Phương Loan xin chào quý vị. Đi hát nhiều không có sợ mà sao hôm nay hát lại rung và sợ. Bởi vì lúc nhớ tới có ông xã ngồi ở dưới sao sợ quá là sợ. Hôn đi, 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 hôn đi. Đó là kỷ niệm 35 năm anh Nguyễn Linh. Anh bên anh mất lửa luôn rồi. Khô môi quá. Ở nhà anh hay gọi chị Loan là tên gì? Bé heo. Bé heo. Hả? Hả? Tại vì dễ cưng. Đây là tuy năm nay là cái tuổi là 58 rồi, nhưng mà lúc nào cũng câu mình giống như là 18. Ở nhà cứ xưng là bé heo, bé heo. Bé heo là tại vì ở nhà là tuổi Hợi, tự đặt là bé heo. Còn Tài là tuổi Tuất, tức là con chó. Nhưng bà lúc nào cũng gọi là bé ngu. Ủa sao kỳ vậy? Nghe là vợ. Là tại vì nói gì tôi cũng nghe thôi. Rồi một lần nữa thì chúc cho anh chị trăm năm hạnh phúc, mãi mãi bình an. Và cảm ơn chị Thu Loan đã không ngại đường xá quá xa xôi về tham dự chương trình. Một tràng pháo tay chúc phúc cho anh Chí Tài và chị Thu Loan.